chào, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật về tình hình tiến độ của dự án Sài Gòn One Tower và cống ngăn chiều Bến Nghé thuộc dự án ngăn chiều chống ngập tại thành phố Hồ Chí Minh trị giá 10.000 tỷ đồng. Vào sáng ngày hôm nay thì thời tiết khá là đẹp. Các bạn có thể thấy một số cảnh quay về trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh vào một ngày đẹp trời, nhìn rất là đẹp. Đứng từ phía bên khu đô thị mới Thủ Thiêm nhìn sang trung tâm quận 1 thì khung cảnh rất là đẹp. Trước màn hình của quý vị và các bạn đó chính là dự án Sài Gòn One Tower. Hiện tại thì mình đang quay vào 7 giờ sáng cho nên là công nhân vẫn chưa lên công trình. Các bạn có thể thấy thì phía bên trong các tầng của tòa nhà này đã được dọn dẹp sạch sẽ. Các hệ thống kính sau khi được tháo dỡ ra cũng như là hệ thống thông gió và hệ thống phòng cháy chữa cháy của tòa nhà này sau khi được tháo dỡ thì sẽ được vận chuyển xuống phía bên dưới và đưa lên xe để vận chuyển về kho tập kết. Có thể thấy thì tiến độ tháo kính của dự án Sài Gòn One Tower khá là nhanh khi hệ thống kính cũ của tòa nhà này đã được tháo xuống tới tầng số 4 và số 5. Chỉ còn vài tầng nữa là xong mặt trước, còn mặt phía sau thì số lượng kính ít hơn. Hiện tại thì khối lượng tháo kính của dự án này đã đạt trên 75%. Các bạn có thể nhìn phía bên trong của tòa nhà thì khá là sạch sẽ sau khi đã được dọn dẹp. Ở các tầng thì cũng đã được lắp lưới, bao che để an toàn trong quá trình thi công cũng như là tháo dỡ hệ thống kính cũ của tòa nhà này. Theo như mình nhìn thấy thì tòa nhà này sau khi được thi công xong và lắp đặt hệ thống kính mới thì khá là đẹp. Khi tòa nhà có vị trí đẹp nhất trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, có mặt tiền đường Tôn Đức Thắng và đường Hàm Nghi, cũng như là đường Võ Văn Kiệt. Trước màn hình của quý vị và các bạn đó chính là mặt sau của tòa nhà. Trước kia thì tòa nhà này đang thi công lắp đặt kính mặt sau, tuy nhiên thì đã phải tạm dừng thi công, cho nên là phía sau của tòa nhà này không được lắp kính, chỉ lắp được vài tầng phía bên dưới thì hiện tại cũng đã được tháo dỡ. Phía bên trong của tòa nhà thì cũng có đội ngũ công nhân đang thi công xây dựng các vách ngăn của từng phòng ở giữa các tầng. Hiện tại thì nhà thầu chính thi công hệ thống kính cho tòa nhà này vẫn chưa được công bố. Như vậy là điều mong chờ nhất của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là người dân cả nước về dự án Sài Gòn One Tower sau khi dự án này đã bị bỏ hoang hơn 10 năm và tới nay đã được hồi sinh. Đây là một điều đáng mừng cho thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như là cả nước nói chung. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì có hai dự án được hồi sinh, đó chính là dự án Sài Gòn One Tower và dự án Cantonal tại quận 7. Ở video sau thì mình sẽ cập nhật về tình hình của dự án Cantonal cho tất cả quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước màn hình của quý vị và các bạn đó chính là cống ngăn chiều Bến Nghé, một trong 6 cống thuộc dự án ngăn chiều của thành phố Hồ Chí Minh. Dự án thi công các cống ngăn chiều tại thành phố Hồ Chí Minh thì có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng và đã hoàn thành hơn 95% khối lượng. Công trình này thì gồm có 6 cống ngăn chiều lớn là cống Bến Nghé, cống Cây Khô và cống Mương Chuối, cống Phú Định, Phú Xuân và Tân Thuận. Các cống này thì đã hoàn tất việc lắp các cửa van khổng lồ nặng từ 212 đến 434 tấn. Về cống ngăn chiều Bến Nghé thì nằm ở gần cạnh cầu Móng, giữa quận 1 và quận 4,
Khác biệt với các cống ngăn chiều còn lại là được lắp van nặng 434 tấn, hình vòng cung chìm 40 mét thay vì các trụ pin cũng như là tháp van để hài hòa với không gian xung quanh. Hiện tại thì cống ngăn chiều Bến Nghé đang được tháo cừ và sắp được đưa vào vận hành. Trong quá trình thi công cống ngăn chiều Bến Nghé thì lưu lượng nước tại kênh Bến Nghé không được lưu thông, cho nên là nước ở trong sông Bến Nghé luôn có màu đen, nhìn rất là mất mỹ quan đô thị. Hy vọng thì sau khi cống này đưa vào hoạt động, lưu lượng nước tại dòng sông kênh Bến Nghé sẽ được lưu thông và khiến cho môi trường nước tại dòng sông này xanh hơn và đẹp hơn. Nhìn toàn cảnh thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao thì rất là đẹp. Cộng với hôm nay thì thời tiết khá đẹp, cho nên là video các bạn đang xem có chất lượng hình ảnh rất là trong và tươi xanh. Các bạn có thể xem qua một số cảnh quay về trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cũng như là cầu Thủ Thiêm 2. Video cập nhật về tình hình tiến độ của dự án Sài Gòn One Tower cũng như là dự án cống ngăn chiều Bến Nghé của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này hay thì hãy like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình và bấm chuông để đón xem những video tiếp theo về đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.